Xin chào, mình là Eric Nguyễn. Mình làm việc ở Binel từ tháng 7 năm 2020 và hiện tại mình đang là manager Binel Lubbock. Sau hơn 2 năm làm việc, mình nhận thấy Binel là một sự lựa chọn đúng đắn và sau đây mình sẽ chia sẻ lý do tại sao Binel là một sự lựa chọn đúng đắn cho bạn. Lý do đầu tiên, Binel sử dụng công nghệ hiện đại trong công việc hàng ngày. Đầu tiên là app dành cho nhân viên. Mình có thể quản lý được thời gian làm việc theo yêu cầu mà không sợ bị mất lượt hoặc ảnh hưởng tới khách hàng. Để tiện cho việc kiểm tra, app cũng sẽ thông báo thu nhập sau mỗi khách hàng. Ngoài ra, Binel sử dụng hệ thống AI độc quyền để phân bổ lượng khách cho phù hợp. Do đó, không có tình trạng tranh giành khách tại Binel. Mình tin rằng Binel là môi trường làm việc tuyệt vời cho những ai đam mê làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Mọi người tại Binel luôn thể hiện sự say mê với công việc này. Vì vậy, mình luôn cảm nhận được nguồn năng lượng siêu tích cực khi làm việc tại đây. Ngoài ra, mình tin rằng Binel là một nơi làm việc hoàn hảo để nuôi dưỡng tài năng và kỹ năng của mình. Cuối cùng, với kế hoạch phát triển trong tương lai, mình nhận thấy cơ hội thăng tiến rõ ràng tại Binel. Nhận được lời đề nghị của Binel là một lựa chọn tuyệt vời đã làm thay đổi cuộc đời mình. Tại Binel, mọi người đều có thể trở thành người quản lý tốt, miễn là bạn cứ quyết tâm và mục tiêu rõ ràng. Mình chọn Binel và mình đã thành công, mình làm được và bạn cũng có thể làm được. Hãy đến với Binel và nắm bắt những cơ hội này nhé. Với mục tiêu mở rộng 20 location trước năm 2027, hãy gia nhập team Binel và trở thành manager chủ của những location này bạn nhé. Liên hệ ngay cho Emmy 806 656 1436 ngay hôm nay.